Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 4 For F, trang 81, 81. Chúng ta tiếp tục với phần speaking. Speaking, bài số 4. Chúng ta sẽ suy nghĩ này. What is special in its place in the text on page 80? Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn có điều gì đặc biệt á, bạn nghĩ á, có điều gì đặc biệt về mỗi nơi ở trong cái bài số 8, trang 80, cái bài đọc trang 80. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bài đọc trang 80 để chúng ta làm bài này. Đây là một cái lá thư, một cái letter của bạn Mario viết cho bạn Peter. Bạn Mario đang ở đảo Puerto Rico và đang ở một cái khách sạn bên cạnh bờ biển nhá. Trời nóng và nắng và chúng tôi đi bơi mỗi ngày. Ngay bây giờ thì tôi đang ngồi trong một quán cà phê với gia đình của tôi. Ngày mai thì chúng tôi sẽ đi thăm cái rừng quốc gia El Yunque. Có rất nhiều cây cối hay là thực vật và động vật sống ở đó, và nó còn có thác nước này, hồ này, sông nữa. Đấy. Vậy thì khi chúng ta đọc xong cái lá thư này, chúng ta tưởng tượng ra cái đảo Puerto Rico có cái điều gì thú vị, có điều gì đặc biệt, đó là nó có cái công viên. Nó có cái công viên quốc gia, có cái công viên, có cái rừng nhiệt đới quốc gia El Yunque, và có rất nhiều thực vật, động vật, có nhiều hồ, có nhiều sông. Đó là đoạn 1, chúng ta sẽ viết đoạn 1 trước. Chúng ta sẽ ghi là gì? On the island of Puerto Rico, there is the El Yunque National Rainforest, which lots of plants and animals. Có rất nhiều thực vật và động vật. Rồi waterfall, thác nước, lakes, hồ, and river, và sông. Rồi chúng ta tiếp tục với cái đoạn số 2, đó là một cái tấm thiệp. Bạn Sam gửi về cho bạn Mario. Chào Mario, mình gửi lời chào từ Ken, Ken nước Úc. Chúng mình đang ở, chúng tôi đang ở một cái khu nghỉ dưỡng tuyệt vời gần biển. Thời tiết thì mát mẻ, thì lạnh này, nhưng mà có nắng. Hôm nay chúng tôi sẽ đi tới cái Great Barrier Reef, trên một con thuyền mà có đáy bằng thủy tinh. Vì thế chúng tôi có thể nhìn thấy tất cả loại cá. Ngày mai chúng tôi sẽ đi bộ ở trong rừng. Tôi không thể đợi được nữa. Vậy thì trong cái bưu thiếp này, chúng ta nghe, chúng ta thấy bạn ấy kể bạn đang ở nước Úc và có điều gì đặc biệt. Đó là ngày hôm nay á, đi tới cái Great Barrier bằng một con thuyền có đáy bằng thủy tinh, vì thế thì có thể nhìn được rất nhiều loài cá dưới biển, đúng không? Và còn có cái gì? Còn có đi bộ trong rừng nữa. Đó là những cái điều đặc biệt ở cái Cape nước Úc. Chúng ta sẽ ghi như sau. In Cape, Australia, there is a Great Barrier Reef traveling on a boat with a glass bottom to see all the fish and a trash in the rainforest. Chúng ta sẽ viết như thế này. Ok, đây là câu trả lời của câu số bài số 4, trang 81. Rồi chúng ta sang bài số 5 luôn. Hãy đọc phần ghi chú này. Hãy đọc phần ghi chú. Và sau đó thì chúng ta nhớ này, chúng ta coi này. Hôm trước chúng ta đã học thì hiện tại thì tương lai rồi đúng không? Thì tương lai gần ấy, be going to. Khi chúng ta có dẫn chứng, chứng cớ, hoặc chúng ta có cái plan, cái intention, future plans, intention, thì chúng ta sẽ xài tương lai gần, be going to, động từ nguyên mẫu. Hôm nay chúng ta sẽ được học cái phần hiện tại tiếp diễn, diễn tả tương lai. Hiện tại tiếp diễn, diễn tả sự sắp xếp trong tương lai. Sự sắp xếp trong tương lai. Ví dụ chúng tôi sẽ đi thăm nước Ý vào mùa hè này. Đó. Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn là amia, động từ thâm in đây, để diễn tả một cái arrangement trong tương lai, một cái lịch trình, một cái lịch đã được sắp xếp trong tương lai rồi. Còn câu này, we are going to take lots of pictures. Chúng tôi sẽ chụp rất nhiều hình. Chúng tôi sẽ chụp rất nhiều hình. Đây là dự định, đây là kế hoạch. Đây là dự định, đây là kế hoạch. Còn đây là một sự sắp xếp nha, một sự thống nhất rồi, ý kiến rồi. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng thì từ hiện tại tiếp diễn để diễn tả cái fixed arrangement. Cái fixed arrangement, một cái thống nhất ý kiến, gọi là sự lịch trình, sự sắp xếp trong tương lai. Chúng ta sẽ đọc câu đây và chúng ta quyết định câu nào là fixed future arrangement, cái nào là future plan intention. I'm meeting my friends tonight. Tôi sẽ gặp những người bạn của tôi vào tối nay. Cái này là cái arrangement.
Arrangement, cái future arrangement. We are going to have dinner at Mario. Chúng tôi sẽ ăn tối ở nhà Mario. Đây là một cái future plan, cái attention nhé, một cái intention. Rồi chúng ta sang phần B. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? Chúng ta sử dụng hai câu. I'm having a party. Tôi sẽ có một party, một bữa tiệc this weekend này, cuối tuần này. I'm having a party this weekend. Đây là gọi là thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả cái fixed future arrangement trong tương lai. Còn I'm going to cook curry, tôi sẽ nấu cái món cà ri. I'm going to cook curry. Đây là một cái dự định, một cái dự định, một cái intention, một cái plan. Cho nên chúng ta sẽ xài tương lai gần đây. Rồi cái phần bài 4 5, cái bài 4 bài 5 trang 81 của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo. Goodbye and see you later.